đã biết người có sức khỏe sẽ có hy vọng, và người có hy vọng sẽ có được thứ họ muốn. Anh chị em quan tâm, chăm sóc sức khỏe của bản thân và những người thương yêu của mình. Đọc thông tin bên dưới video nhé. Hello, mời anh chị em nghe truyện tích thứ 13, 15 lời hứa của mẹ Maria cho những ai siêng năng lần chuỗi hạt mân côi. Tất cả hội viên hội mân côi và những ai không ở trong hội mân côi mà có lòng sùng kính Đức Mẹ bằng chuỗi hạt mân côi thì cũng nên biết 15 điều Đức Mẹ đã hứa qua Thánh Dominic, tiếng Việt gọi là Thánh Đa Minh, cho những ai siêng năng đọc Kinh Mân Côi. Sau đây là 15 lời hứa của Đức Mẹ. Thứ nhất, những ai đọc Kinh Mân Côi sẽ nhận được những ơn cao cả. Thứ hai, mẹ hứa sẽ phù trợ đặc biệt và ban nhiều đặc ân cho những ai đọc Kinh Mân Côi. Thứ ba, Kinh Mân Côi sẽ là áo giáp chống lại hỏa ngục, phá tan các ngụy thuyết. Thứ tư, Kinh Mân Côi là phương tiện thánh hóa các linh hồn. Thứ năm, linh hồn nào đến với Đức Mẹ bằng Kinh Mân Côi sẽ không bị hư mất. Thứ sáu, ai đọc Kinh Mân Côi sẽ không bị rủi ro, chết bất đắc kỳ tử. Thứ bảy, những ai tôn sùng Kinh Mân Côi sẽ được chịu các phép bí tích trong giờ chết. Thứ tám, ai mộ mến Kinh Mân Côi khi lâm tử sẽ được chia sẵn nghiệp trên thiên đàng. Thứ chín, mẹ sẽ cứu khỏi luyện ngục cho những ai siêng năng đọc chuỗi Kinh Mân Côi. Thứ 10, con cái trung thành với Kinh Mân Côi sẽ được hưởng vinh quang trên trời. Thứ 11, nhờ lần hạt Kinh Mân Côi, mẹ sẽ ban cho những gì cầu xin. Thứ 12, những ai truyền bá chuỗi Kinh Mân Côi sẽ được mẹ giúp đỡ trong những lúc khó khăn. Thứ 13, những ai truyền bá chuỗi Kinh Mân Côi được cả thiên quốc cầu bầu khi sống và khi chết. Thứ 14, những ai đọc Kinh Mân Côi đều là con cái của mẹ và là anh em với Chúa Giêsu. Thứ 15, tôn sùng chuỗi Kinh Mân Côi là dấu chắc chắn được ơn cứu rỗi. Với 15 lời hứa chúng ta vừa nghe cho thấy Đức Mẹ quá thương những ai siêng năng lần chuỗi Kinh Mân Côi. Chúng ta hãy chịu khó lần hạt mỗi ngày thì sẽ được hưởng 15 ơn này nhưng không. Chúc mừng anh chị em đã xem hết video. Hãy đăng ký kênh Khỏe Đẹp Bình An để nhận thông báo cho truyện tích thứ 14. 59 lời hứa cho những ai mang đeo chuỗi hạt mân côi.